Đầu tiên mở ứng dụng Groji của chúng tôi. Nếu bạn đã có tài khoản, hãy nhập thông tin đăng nhập và nhấn đăng nhập. Nếu bạn chưa có tài khoản, bạn có thể tạo một tài khoản bằng cách nhấn vào đây. Tôi không có tài khoản, vì vậy tôi sẽ tạo một tài khoản. Vui lòng cung cấp tên người dùng, địa chỉ email hợp lệ và mật khẩu, sau đó tạo một tài khoản.